Bonjour tout le monde. Ai, cả hôm tuần nay mắc bận quá. Tôi không có lên làm mà tiếp tục hôm nay thì tôi tiếp tục nha. Mà có nhiều người á cứ nói là coi video mà thấy tôi thì không có học được gì hết. Không biết tại sao nhìn thấy tôi là cứ cứ đờ mặt ra rồi không có học được. Vậy thôi thì từ nay trở đi tôi không có cho hiện hình hiện mặt của tôi lên đây nữa nha. Thì mình học tôi chỉ để chữ xong rồi tôi nói cho mọi người học. Chứ mấy cô nhìn tôi mấy cô học không có được. Ha. Vậy thôi tôi biến đi nha. Bye bye. Tại vì từ bây giờ trở đi là tôi dạy theo cái chương trình mà nói luôn á, tập đối thoại luôn á, tức là các bạn nếu mà đã học từ đầu tới giờ thì các bạn cũng hiểu sơ qua cái phương pháp của tiếng Pháp. Thì bây giờ mình bước qua cái phần mà đối thoại. Mặc dù các bạn không có hiểu rõ về những cái phần trước nhưng mà các bạn cũng cứ học như vậy để biết đối thoại ha. Cũng như theo lời yêu cầu của nhiều người thì hôm nay tôi làm cái bài học để cho những người làm nail, làm móng tay đó. Ha, giờ mình bắt đầu. Khi mà khách hàng vào thì biết là phải làm gì rồi thì bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Rồi mình hỏi người ta ví dụ là comment allez-vous? Hoặc là comment ça va? Hoặc là vous allez bien? Còn nếu mà người ta hỏi lại mình á thì mình trả lời những câu trả lời là je vais bien, je vous remercie, et vous? Je vais bien, je vous remercie, et vous? Et vous lên giọng á, khi mình họ đặt câu hỏi mình lên giọng. Et vous? Je vais bien. Je vous remercie. Et vous? Hoặc là ça va bien. Merci. Et vous aussi? Đó, tất cả những cái câu trả lời nó cũng tương tự, nó cũng giống cùng một cái nghĩa giống nhau mà mình muốn nói câu nào cũng được ha. Rồi, câu thứ nhất là je vais bien, je vous remercie, et vous? Đó, tôi đọc bình thường. Je vais bien, je vous remercie, et vous? Rồi câu thứ hai là ça va bien, merci, et vous aussi? Đó. Rồi mình cũng phải nịnh khách một tí. Cái này là nịnh vui chứ không phải nịnh bợ ha. Mình đón tiếp khách thì mình phải biết cách nói chào nịnh cho khách nó vui lòng thôi ha. Oh, vous êtes si belle aujourd'hui. Vous êtes si belle aujourd'hui. Vous êtes si belle aujourd'hui. Là thí dụ người ta ngạc nhiên, người ta thích lắm, người ta hỏi là c'est vrai, c'est vrai, thì mình trả lời là oui c'est vrai, je vous trouve plus belle que d'habitude,
Tức là mình nói người ta phải đẹp hơn mọi lần. Tức là mọi lần người ta đã đẹp rồi nhưng mà bây giờ đẹp hơn. Chứ đừng có nói là hôm nay đẹp mà những ngày kia xấu. Các bạn hiểu không? Đó. Cái ý nghĩa của tiếng Pháp là nó như vậy. Oui, c'est vrai. Je vous trouve plus belle que d'habitude. Tôi đọc bình thường. Oui, c'est vrai. Je vous trouve plus belle que d'habitude. Đó, mình này nịnh khăn một tí. Mặc dù có người ta có xấu cũng cũng, cũng ráng mà nói thôi. Rồi sau đó mình lại tiếp đãi khách hàng một cách tốt ha. Installez-vous ici, s'il vous plaît. Installez-vous ici, s'il vous plaît. Installez-vous ici, s'il vous plaît. Hoặc là installez-vous, je vous en prie. Installez-vous, je vous en prie. Rồi còn mình còn làm cho khách thích thêm nữa ha. Je sais que vous préférez cette chaise. Hoặc là cette table, hoặc là cái chỗ này, hoặc là bất cứ cái gì đó. Thế này nó là mình nói, mình giống như là mình tỏ ý là mình biết ý của khách đó, thì người ta thấy là mình quan tâm đến người ta, đúng không? Je sais que vous préférez cette chaise, hoặc là cette table, hoặc là ce côté, là cái chỗ này ạ. Je sais que vous préférez cette chaise, cette table, ce côté. Hoặc là je sais que vous aimez bien ici. Đó, cũng là cái chỗ này. Ce côté. Đó. Và mình cũng tỏ ý là quan tâm đến khách đó. Người ta rất là thích. À. Avez-vous chaud? Hoặc là avez-vous froid? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? Avez-vous chaud? Hoặc là avez-vous froid? Là mình để ý, mình quan trọng cùng quan tâm đến khách, là hỏi có khách có nóng hoặc là lạnh hay không á. Je mets le chauffage si vous voulez. Je mets le chauffage si vous voulez. Je mets le chauffage si vous voulez. Hoặc là je mets la clim si vous voulez. Je mets la clim si vous voulez. Hỏi thêm ví dụ. C'est bon comme ça? Hoặc là ça va comme ça? Hoặc là ça vous va comme ça? Đó. Tức là những cái câu hỏi để mình tỏ ý là mình quan tâm đến khách đó. Khách có bằng lòng không, như vậy được không đó? Tốt không đó? Nóng hoặc lạnh như vậy có được không đó? Xong rồi mình lại nói thêm nữa. Si vous avez besoin quelque chose, n'hésitez pas. Hein? Si vous avez besoin quelque chose, n'hésitez pas. Hein?
Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, hein? Rồi bây giờ mình còn nịnh thêm nữa để cho khách càng thêm vui lòng nữa. Ví dụ không, mình trợn mắt lên, há hốc miệng ra. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre robe. Đó, mình khen cái áo đầm của bà đẹp á, mặc dù có xấu thì cũng vẫn khen nè. Mình nịnh mà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre robe. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre robe. Elle vous va merveilleusement bien. Elle vous va merveilleusement bien. Elle vous va merveilleusement bien. Oh, nói như vậy là bà lên mây luôn đấy. Bà khách bà lên mây luôn đấy. Xong rồi nói thêm nữa, ví dụ như Elle doit vous coûter très cher. Elle doit vous coûter très cher. Hoặc là mình thấy cái bông tai của bà đi ha. Il est joli votre pendentif. À, xin lỗi, pendentif là cái mặt mặt dây chuyền á. Oh. Il est joli votre pendentif. Il est joli, votre pendentif. Hoặc là bông tai, bây giờ mình nói bông tai ha, mình cắn cái môi lại. Elles sont magnifiques vos boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques vos boucles d'oreilles. Cắn cái môi lại, cắn chảy máu ra luôn. Elles sont magnifiques vos boucles d'oreilles. Đó. Cái âm tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái trường hợp, mình lên mình xuống tùy theo ý mình đó. Rồi sau đó mình hỏi khách muốn làm gì, muốn cái gì hôm nay á. Comment voulez-vous faire aujourd'hui? Comment voulez-vous faire aujourd'hui? Hoặc là que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Hoặc là je vous fais comme d'habitude. Je vous fais comme d'habitude. Hoặc là de quelle couleur vous voulez? Nếu là mình hỏi khách muốn cái màu gì đó thì là de quelle couleur vous voulez. Các bạn để ý thường thường á, không phải lúc nào cũng vậy, mà thường thường á, cái chữ R giống như chữ cooler, nó có chữ R sau cùng, mình nhấn mạnh một tí xuống cái âm á, là de quelle couleur, le, đó. De quelle couleur vous voulez. Hoặc là lúc mà có lỡ làm là hơi đau khách, hoặc là thì mình hỏi ça va, je ne vous fais pas mal, j'espère. Ça va, je vous fais pas mal, j'espère. À, nó có chữ ne nữa mà thường thường người ta không có đọc chữ ne, je ne vous fais pas mal, thì thường thường người ta cũng hay nói tắt là je vous fais pas mal. Ha. Ça va, je vous fais pas mal, j'espère. Hoặc là
Vous n'avez pas eu mal, j'espère. Vous n'avez pas eu mal, j'espère. U, chữ U này, đọc giống như là phát âm mẫu tự U, không có đọc chữ Ơ vào. Rồi, đây là cái phần về làm móng tay ha. Tôi thì tôi không có rành về móng tay nên tôi chỉ nói chung chung như vậy. Nếu các bạn có ý kiến hoặc gì thêm thì cứ comment ở dưới rồi tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Bây giờ thì mình chuyển qua phần làm nhà hàng ha. Bonjour messieurs, dames. Đó. Tức là nếu mà một cặp vợ chồng thì mình nói bonjour messieurs, dames. Hoặc là nếu mà mình muốn chào từng người thì phải chào phụ nữ trước. Rồi. Bonjour madame, xong rồi bonjour monsieur. Rồi nếu mà có trẻ em thì là bonjour les enfants. Đó. Rồi mời người ta lại bàn ngồi thì là venez par ici s'il vous plaît, venez par ici s'il vous plaît. Rồi mời người ta ngồi xuống à. Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous. Assez đó, chúng ta assez đó, assez yé vous, je vous prie, prie đó. Ngậm cái môi lại trước khi cái âm nó phát ra, xong rồi cái âm nó mới đẩy cái môi nha. Prie, tại vì chữ P, nhớ lúc nào chữ P cái môi cũng phải ngậm lại trước khi cái âm nó phát ra. Asseyez-vous, je vous prie. Xong rồi cũng giống như là làm nào mình cũng phải nịnh nọt một tí ha. Oh, ils sont mignons les enfants. Oh, ils sont mignons. Nhông, nhông chứ mà nhon nha, nhông. Ils sont mignons les enfants. Oh, ils sont mignons les enfants. Mình làm mẹ người ta rất là thích, mình khen con người ta. Rồi mình hỏi là có muốn uống nước trước khi ăn thì désirez-vous un apéritif? Désirez-vous un apéritif? Mình đọc liền cũng được. Un apéritif. Désirez-vous un apéritif? Rồi mình giới thiệu cái apéritif của nhà hàng đó, thì nous avons un délicieux, délicieux, đọc nhanh liền lại thì délicieux cocktail fait maison. Voulez-vous, hoặc là vous voulez le goûter? Nous avons un délicieux cocktail fait maison. Vous voulez le goûter? Nous avons un délicieux cocktail fait maison. Vous voulez le goûter? Rồi lúc mà lấy commande rồi đó. Que désirez-vous prendre? Un menu ou à la carte? Que désirez-vous prendre? Un menu ou à la carte? Que désirez-vous prendre? Un menu ou à la carte?
Nếu mà mình muốn giới thiệu món ăn mà đặc biệt của tiệm của nhà hàng thì mình nói nous avons une spécialité du chef très bon. Cái chữ spécialité mình phải xì, nó có chữ S đằng trước, xì xong rồi bậm môi lại tại vì nó có chữ P. Spécialité, spécialité. Nous avons une spécialité du chef très bon. Nous avons une spécialité du chef très bon. Vous souhaitez beaucoup ou un peu de piquant? Mình hỏi người ta muốn cay nhiều, ăn cay nhiều hoặc là ít. Vous sous et t e chứ không phải e nhé. E toujours a i cái âm đọc là e. Vous sous et t beaucoup ou un peu de piquant. Souhaitez-vous beaucoup ou un peu de piquant? Những câu hỏi lúc nào cũng lên giọng nhớ nha. Sau cùng là mình lên giọng piccolo. Rồi đó, mình nhắn nhủ là khách hàng nó muốn cái gì thì cứ hỏi mình. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin quelque chose. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin, besoin, giống như loan, loan, mà đừng có đọc rõ loan, besoin, besoin, quelque chose. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin quelque chose. Rồi sau khi người ta ăn xong, trước khi mời người ta ăn dessert thì mình hỏi ça a été, tức là đã tốt không, đã ngon không, được không, những cái đó là cái câu rất là thường để hỏi khách ha. Khi người ta ăn xong cái món chính rồi đó, rồi giờ đến dessert thì trước khi mời dessert thì mình nói như vậy ça a été. Voulez-vous un dessert? Vous voulez un dessert? Vous voulez un dessert? Rồi nếu có con nít thì mình cũng hỏi les enfants, vous voulez une bonne glace? Là một cái kem. Les enfants, vous voulez une bonne glace? Glass, glass, chữ G đằng đầu thì mình ở trong cuốn họng mình không có đọc chữ G đâu mà glass, đọc tiếp theo chữ L, glass. Rồi, rồi hỏi tiếp tục de quel parfum, 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 de quel parfum voulez-vous? De quel parfum voulez-vous? Vanille, fraise, chocolat, vân. De quel parfum vous voulez-vous? Rồi sau khi mà khách ăn xong xuôi, tính tiền xong rồi thì mình chào người ta thì cũng giống như ở trên là au revoir, messieurs, dames. Hoặc là chào phụ nữ trước. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Monsieur chứ không phải mông sườn nha. Nhớ nha. Tôi đã có chỉ trước rồi đó. Bây giờ tôi nhắc lại thôi. Au revoir, monsieur. Rồi,
Nếu có con nít thì mình cũng phải chào tụi nó chứ không có giống Việt Nam mình mà bỏ qua một xó nha. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Hoặc là au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, les enfants. À bientôt. Bonne journée. Rồi, hôm nay mình học hai cái đề tài này về. Thứ nhất là về làm nail, thứ hai là về nhà hàng ha. Rồi mình ngừng ở đây, thì quý vị các bạn có cần biết gì thêm hoặc có ý kiến gì thêm thì cứ làm comment ở dưới nha. Bây giờ mình làm bài ngắn ngắn thôi, tại vì thời gian nhiều người không có nhiều đó, thì mỗi lần học thì mình học một một đoạn vậy ha. Thì bài này là bài số 12. Bài kế tiếp thì để tôi coi coi, tại vì tôi có mới giúp được một người thi A2 đó, thì tiếng Pháp là A2 mà được 8 điểm. Tôi có giải thích, có hướng dẫn, nhưng mà không có hướng dẫn đúng lắm, tại vì nếu hướng dẫn đúng lắm họ được 10 trên 10 ấy, thì sẽ bị nghi ngờ. Rồi, để có gì thì bài tới thì tôi sẽ đề cập tới cái chương trình đối thoại để học tiếng Pháp. Rồi, chào tất cả nha. Au revoir tout le monde. À bientôt. Nhớ nha, lúc mà mình ngạc nhiên mà mở mắt. C'est beau, c'est joli. Rồi, chào, nhớ nha, j'aime là thích đó, abonner là đăng ký, rồi partager là chia sẻ nha, để tôi có hứng thú để làm tiếp tục nha. Nhớ chia sẻ, tại vì tôi thấy nhiều người bạn bè rất là đông thì chia sẻ cho người ta học cùng, rồi người ta cũng sẽ đăng ký rồi để giúp cho cái video của tôi được được YouTube nó cho lên hạng cao thì mọi người sẽ được hưởng hết. Ok. À đi. Au revoir tout le monde. À bientôt.